bắt đi, tao quay bắt cá vào đi đó. Mát tương bắt cá. Thằng Lộn nó đang ở nhà Luân rồi. Bên này, nhà bên nào? Qua đây được không? Có lươn không mày? Cái này phải vét đi. No. Áo bên này của anh. Hả? Ăn xong rồi là không có lươn chẹt chạch nhỉ. Đấy đấy cả có nhiều tát không để ý là nó trôi đi đấy cả. Tương. Tát không để ý là nó trôi đi đấy. Nhìn nó lượn lờ cái kìa. Đi bộ đi hay đi xe đi? Đi bộ đi thôi nó. Mắt tương tắt cá. Nhỏ nó ở trong này thế mà nó không có lươn nó. Xuống ao bùn bẩn lại. Xuống nhà anh Long chơi lúc đấy. Đi chơi đó. Rồi, đi chơi đó.